Thấy mình làm kênh nông nghiệp có uy tín và sự tin tưởng nên là công ty phân bón gửi hàng mẫu về để cho mình dùng thử, để mục đích là muốn giới thiệu tới mọi người. Các sản phẩm mà công ty đã gửi về cho mình bao gồm phân bón lá, thuốc kích rễ, rồi là thuốc trừ sâu sinh học dùng rất an toàn. Mà hiệu quả thì mình cũng chưa biết như thế nào, thì hôm nay luôn tiện mình ươm cái chè khổng lồ, mình test thử nghiệm xem thuốc kích rễ như thế nào. Dạ, alo anh ạ. Alo em à, anh Hải mà. Dạ vâng, vâng. Rồi anh. Cái sản phẩm kích rễ của mình là sử dụng như thế nào em? Anh ơi, cái đấy thì anh hỗ trợ là xuyên và tưới gốc cho em anh á. Tưới gốc là những cái cây la, cây cảnh nó hỗ trợ về dinh dưỡng cho cây anh ạ. Nhưng mà bây giờ là anh đang còn ươm bầu đây, thì mình sẽ sử dụng như thế nào? À, ươm cả giống đúng không ạ? Không, ươm cây giống ấy. Anh à, ươm cây tre khổng lồ đúng không ạ? Đúng rồi. Có nghĩa là cây của nó anh cắt ra từng khúc, sau đó anh ươm. À, anh ươm đúng không? Cái này thì có thể cho chiếc tay cho em được bình thường ấy, thì cứ anh cứ pha cho em 1ml cho 1 lít nước nhá. Xong anh phun phủ lá cho em là được anh ạ. À, có nghĩa là một vâng. Cây một cái ống này thì mình pha vào một cái thùng sơn này đúng không? Vâng, cái ống này là chai này là 50ml anh ạ. Rồi. Thì anh sẽ pha được tầm cái thùng 50 lít nước anh nhá. Ừ. Đấy. 50 lít thì nước. Cứ, đúng rồi. Thì nên nếu mà anh có cái xi lanh thì anh cứ cho em 1ml cho 1 lít nước sạch là được. À. Đấy. Thì cái thùng sơn của anh là sẽ thùng sơn thùng trung bình sẽ là tầm 18-20 lít. Anh thấy ở ghi ở đây là pha 2-3 bình 20 lít. Đúng rồi. Đúng rồi, 2 đến 3 bình đấy, trung bình là anh cứ pha cho em là 3 bình đi cho dễ anh ạ. À, có nghĩa là cái ống này mình chia ra được 3 lần pha vào cái thùng sơn này. Vâng, đúng rồi, chia làm 3 lần cho em ạ. À, thời gian sử dụng nó bao lâu là nó ra rễ em nhỉ? Thời gian bao lâu ra rễ hả anh? Đúng rồi. À, thì trung bình là 5 ngày là nó sẽ ra rễ anh nhá. 5 ngày á? Vâng ạ. À, tại vì anh làm ở đây là mùa đông thì không biết là nó có chậm hơn hay không? À vâng vâng, anh cứ theo dõi cho em xem như thế nào anh ạ. Mà loại này thì mình có thể là sử dụng cho các loại cây gì em nhỉ? Cái chai 50ml cây kích rễ này đúng không ạ anh? Đúng rồi. Vâng, anh có thể phun vào cho em các loại cây để hỗ trợ kích rễ cho cây, như các cây ăn trái hoặc là các cây công nghiệp ấy. À. Hoặc là những cái hạt giống các thứ thì mình có thể phun, hoặc là dâm chiết cành, hoặc ngâm hạt giống cho em, mình đều dùng cái này được cho em anh nhá. À, ngâm hạt giống là mình đều ngâm cái này được. Đúng rồi, ngâm hạt giống đều nhâm được, nó kích rễ cho hạt giống nha anh. Thế nhưng cái bầu mà anh chưa sử dụng sản phẩm này, anh bây giờ anh hòa nước anh tưới có được không? Nó có ra rễ nhanh hơn không? Có, đặc biệt là nếu mà cái hạt giống ấy anh muốn phủ ấy, xong anh phun cái này, phun vào hạt giống cho em đều được anh nhá. À, hạt không giống. Cần ngâm cũng được. Kể cả cái bầu này anh đóng xong rồi, bây giờ anh lấy nước, anh hòa nước anh tưới vào vẫn được đúng không? Nó vẫn ra nhanh hơn đúng không? Đúng rồi, nước tưới vào được. Nhưng mà cái liều lượng anh cho em vừa vừa, không cần quá cao nhá. À, thì mình cứ pha, ví dụ như cái lọ này mình chia ra, mình pha về 3 lần thùng sơn này là được. 3 lần là ổn rồi. Vâng, đúng rồi đấy ạ. Rồi, ok em, để anh thử nghiệm xem thế nào nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn em, chào em. Có nghĩa là cái ống đấy mình chia ra 3 lần. Mình chia ra 3 lần rồi pha được 3 lần cái thùng sơn này. Đấy, rồi. Bây giờ mình pha. Đổ vào. Rồi. Khuấy đều đi ạ. Diệp, khuấy đều đi. Khuấy đều. Rồi bắt đầu là bỏ giá thể vào rồi mình ươm. Đúng rồi, mình lấy cây là mình muốn đấy. Cái giá thể đấy, giá thể là mình bỏ vào là nó hút nước rồi nó nở ra. Thì có cái sản phẩm kích rễ của mình ở đây rồi. Chứ là những cây mà mình ươm mà mình chưa có, lấy cái nước đi tưới luôn. Tưới là hắn sẽ ra rễ nhanh hơn. Giờ là thử cho bạc 5 bầu. 5 bầu mà mình không sử dụng kích rễ. 5 bầu này nhá. Để riêng ra, cái này là chưa sử dụng đúng không? Để riêng ra 5 bầu mà không sử dụng kích rễ. Rồi để riêng ra, rồi là mình bây giờ là cái bầu sử dụng kích rễ xem nó cách nhau như thế nào, ra có đều hơn hay không. Để mình thử nghiệm xem cái thuộc này như thế nào. Để riêng ra. Đây là mình ươm thử nghiệm 10 bầu.
và bên này thì năm bầu sử dụng kích rễ và bên này thì năm bầu là không sử dụng kích rễ. Thì mình ươm thế này để xem là cái sản phẩm kích rễ này nó có đạt được hiệu quả tốt hơn so với mình không sử dụng kích rễ không các bạn nhé. Và hôm sau thì mình sẽ quay video lại, review lại cho các bạn xem nhé.